Henry, lần gần nhất tôi thấy bàn thua như của Mu là năm 11 tuổi. Huyền thoại Arsenal có lời bình luận về bàn mở tỷ số của Imai Smith vào lưới Man U ở vòng 14 Premier League. Lần gần nhất tôi thấy bàn thua như của Man United là năm 11 tuổi. Khi đó, thủ môn bỏ khung thành để ra ngoài ăn sandwich và khiến đội tôi bị dẫn không 1 Sanchez dẫn lại phát biểu của Thierry Henry. Phút 13, Imai Smith sút tung lưới Man United khi David De Gea đang nằm sân. Trọng tài chính Anthony Taylor đã cắt còi để xem tình hình chấn thương của thủ môn đội chủ nhà. Khi được tổ và tư vấn Gea bị đau là Dufresne, ông Taylor đã công nhận bàn thắng cho Arsenal. Cựu trọng tài Premier League ông Mark Clattenburg đồng tình với quyết định này. Cầu thủ Arsenal không có lỗi. Taylor cũng thổi còi sau khi bóng đi vào lưới. Đồng quan điểm, cựu trọng tài Mark Hasey cho biết, thật kỳ lạ khi Smith Rowe ghi bàn vào lưới trống, nhưng đây không phải là tình huống đáng để tranh cãi. Taylor không biết vì sao Gea lại nằm sân nên muốn kiểm tra rằng thủ môn này có gặp vấn đề nghiêm trọng hay không, mọi chuyện đã sáng tỏ ngay sau đó. Trong khi đó, cựu danh thủ Alan Shearer lại chỉ trích Gea vì hành động lăn ra sân, cậu ta nằm xuống trong trận mà không quan tâm đến bóng đang ở đâu. Gea đứng dậy sau vài phút, vì thế, tôi nghĩ cậu ta đã làm quá. Cựu cựu tiền đạo Newcastle, bàn thắng của Arsenal sẽ chỉ tranh cãi về sự công bằng trong trường hợp Gea dính chấn thương nặng và phải rời sân bằng cán. Thực tế, thủ môn này vẫn khỏe mạnh nên bàn thắng của arsenal được công nhận là điều hiển nhiên